Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Ôi trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm, nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? Không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng, thôi chào bà chị. See you tomorrow. Chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Nanh heo là bùa mà. Ồ, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Ôi, nhưng mà thầy ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhá, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á, nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Ủa, bởi vì sao cô biết không? Sao sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi dồi ôi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi dồi hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama, ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cái ông là ố mà, cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngài nói ông mới ra, ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Ôi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng, vâng. Vâng, vâng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa, tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hay hơn. Thầy nói thế là ngải nói là có thật hả thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy.
cũng may, may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái cho mấy đứa dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Thì con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liền nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con có trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mình đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên thì con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy? Thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô, thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. Làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời, thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ. Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy, không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy, đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vành mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À, nó ruồi ấy hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này, mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không?
Ôi giời ơi, thầy bói hay quá, giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, vâng nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng. Mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nắm mà lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đè bẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Thế này không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. quần ải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì sao? Vớ vẩn rốt gì mà rốt lắm thế, lấy cái bọc ni lông ấy rồi khâu nó lại. Vâng vâng, vậy để mà lấy nhớ này. Vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ nhá, cô về đấy càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ, bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiêng cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đó đắt tiền, quá tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Vậy con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết, chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về, tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật ngửa ra, nó chết, có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bệnh mấy năm rồi, đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui trả bao nhiêu tiền, bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dai ở quay. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Yes. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải, thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi về thầy, con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. Thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam, mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ, dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Sau này á, thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây, mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang, tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. Tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? Sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn.
À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó chạy bỏ mẹ nó rồi, có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên dạ. Dạ cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Cái sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy sư thầy? Phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi? Kiếm đâu nữa mà gác. Ủa sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi, nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. Không biết là sao mà con, cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ai, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó gì? À, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy? Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Đây ngồi chờ tôi, nhanh thôi. Cái này đây bùa, bùa đây là yêu này, chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế bây về giờ về để cắt đôi ra. Yeah. Nhá, rồi đeo vào. Dạ đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách đấy. Dạ. Bây giờ đây đeo vào đấy rồi chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này đây đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Phải tắm bằng giấm. Hả? Tắm vị chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, thầy ơi thầy. Hồi nãy thầy dặn con là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ,
Dạ vâng. Anh Giai xong rồi, anh Giai. Ôi ôi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy. Để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp vào nách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong mà linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, vậy em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà giờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau vậy, thôi con cảm ơn thầy nha. Chứ đóng lên chưa ăn hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại. Xin lỗi các người đi, các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần cho gì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi, đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này à. Gơm, đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi, chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà chơi. Gươm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốc mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gươm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa Hương hoa cò. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúa la 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 la. Dạ con chào thầy. Ờ chào 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 chị. Chị hay cô gì đấy mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ, con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước cô ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi mày con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi vậy thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên không thầy? Ôi, cô này dở hơn nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Đó.
mà tôi sợ bonit nó đến nó túm cổ sao tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời mệt mỏi gã ơi, tài khách đồng quá. Ôi trời. Vậy tại vì con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhách cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm, phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay chả ma là nó nâng khăn chửa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi, đấy. Có khác thì con đâu. Ừ, thế phải ăn vào cho nó có da có thịt hả? Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì lòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi cái bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không thầy... phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là Gia Cát Lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là Gia Cát Lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam, tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc làm sao con nói được. Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe. Cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này. Có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu cô vật cho xùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không, ơi. May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt với cô mới là vui lòng cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để dạ. Tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy cũng đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi, mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây ba cái đĩa sao cô bỏ một cái thế? Trời ơi, coi một cái thôi tự nhiên tài biểu con bỏ ba cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này thì phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai làm sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu
tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi, bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người trả dại thế. Thôi 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 thôi, thôi đừng nói gì nữa đâu, để con bỏ cho. Bỏ cho mình biết 5 đồng 10 đồng. Ừ thôi thế rồi, thôi bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ rồi. Thầy phụ soát ném vào lẹ lẹ lên đi, cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không có chửi con. Quỳ xuống thành khẩn cho khách đi. Dạ con thành khẩn. Ừ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Ngớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết này, người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, mẹ con khánh này bảo. Con lạy bà ba ở trên ngàn nghe lời thầy khấn mà trần giang bà. Xa nằm mà xa nỗi xa mẹ ý, mà xa nằm xa nú xa mê mà chân dáng bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà à, xong chưa mệt quá mày ơi à. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Thánh bạch bái lạy thánh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy tam phường chín hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà, con không có ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thánh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ. Mình gạt thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc thánh mày chủ yếu là phải thánh phải cho lộc mày, mày lừa thánh thánh mới thương mày, gớm con này rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi. Bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều nhá. Là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này. À, sầu chè chè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là tả đạm tiên ngày xưa là gái giang hồ. Thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đi, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cứ thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con sai. Con lại con lật thiệt để cho con lấy chồng, chứ con ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, mày đọc 100... đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân 10 thước cao á thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng
thân 10 thước cao. Dạ. Chúc mừng cô, congratulations. Thế có tài. Thế nào năm nay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á hả, là con bao trời thầy một chầu xin ơi liền á. Này mẹ mày lấy cái lưỡi câu mày móc mẹ trong họng ra đi. Mày không thấy tao đuôi à, mày rủ đi xem cine hả mày? Con... Bây giờ thì... Con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con, thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này. Năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Châu. Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này. Cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein à, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nhá, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không thầy? Gơ mày có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này. Vai năm tất rộng, thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước, nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi. Mệt lắm rồi. Thì xem nữa thầy. Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi, vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy. Mày hiểu? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bỏ giá trời trong đuôi chết luôn. Cái mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trời, ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày dậy, ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi, con ruồi. Gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào vào vào. Dạ. Ruồi đấy. Dạ dạ. Dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi. Tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á. Ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm. Ai mà con giả bờ. Tự dưng đang mắt sáng con muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất mười mấy đồng bạc uổng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ em luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha.
tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích chao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, ra trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông đi. Tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên. Đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng thì đem qua dặn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận cả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ? Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cả bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... tâm. Ây cha. Về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa. Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không. Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng. Bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào. Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Không, tôi nói cho chị nghe. Bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi. Tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe bây giờ đó. Tôi nói thiệt với chị. Bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên. Đó, trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thuế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn nguyên buổi sáng mai phải đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà sinh hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay. Tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng cái mà lựa. Cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu ông nhánh không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không nè, kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin.
súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó nha. Đó đó, cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè, thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá trời ơi. Nhưng mà chẳng lẽ ổng ổng gì mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Sao? Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha, sao ổng trườn xuống cái giường cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu, ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà dạt hết. Thấy không? Trời ơi, lấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, này bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết cái nhé, ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ổng đi phà tới nhà nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng đứng gần tôi, bà đứng đừng lấy cái khùng ở người tôi nè bà nội. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên, không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tắm gần tiếng, nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy mà không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm 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 làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Thấy không? Phải xài bằng cái này. Chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà. Đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay. Có loại chị cắt bằng kéo. Có loại chị phải bỏ vô máy chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Không? Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nậu? Cái bà nói là bà... Ông ta. Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải, bị bả không à? Không nói phải. Thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng mà về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm. Bực. Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời, tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha? Ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố. Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ham rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở. Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối.
Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi, chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin xáo luôn. Rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào xấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương xáo, đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối vào tô cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu, đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được. Rào. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Cho tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la. Ông làm gì vậy? Huyết gió. Huyết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Trời đất. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm mình nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó được ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả, không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bả nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn rồi. Sao không chịu nổi, người khác là bỏ rồi đó chứ cũng mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bà ăn mặc gì kệ cha tôi? Như cái hộp chị màu vậy bà nội? Kệ tôi! Kết thúc! Cuộc tình mình là chấm dứt! Cuộc tình mình là phao phè!
dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi, bà chơi nguyên cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Thì những bữa nay bả sao á? Về căng nhăn căng nhăn. Tự nhiên căng nhăn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn nó giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịt. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịt mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo jean nịt. Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà. Sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Hiểu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói, tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ đây này. Anh từ cái xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. À, tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. À. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nhẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không có được. Nói rõ cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, hồi nãy anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, mày kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải dẫn công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực.
đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi, bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha, có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống nằm nước, nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi, cái bài tập thì tập cứ lặng hoài, không quá nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên này mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Đúng rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, có thiền. Ông đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bay tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha, giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy? Lòi ra ngâm ghê quá. Bà không cần cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con mà ông ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi, rồi, làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hôn nạ da. Xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có. Tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong. Có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, là tôi sẽ biết liệu sức mình đây?
còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hết. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết chứ bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa giờ thêm hai thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi. Cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi. Phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì đi chăng nữa. Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ? Thì đó. Thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang. Niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác. Thôi vậy được. Em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Là đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Tụi nó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cái nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó thì tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Bà sai. Ông sai. Đánh. Ông sai. Đánh chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng. Từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết lên đi vậy. Bà bậy bạ à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm. Để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Không, đúng. Tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị. Nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng. Cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền. Ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị 1 phần, anh 1 phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi 1 phần đúng không? Đâu có 1 phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần, 1 phần. Còn tôi đứng lại để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy? Tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị, cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàng. Ừ. Ai? Cái ai gì? Nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàng? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăng lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàng? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Quét lá. Chui hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo.
hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn, tôi nói vậy thôi. Rảnh quá. Ở không rồi đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Cái gì rảnh quá ha? Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, em có gì đâu móc. Cái gì? Em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo, ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ, trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái này thông. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói không nên lời cái đá hết gì hết trơn. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ, trời. Tôi nó không thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà, ha? Bài gì? Nha, đó là cái gì? Bài gì đó? Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau, anh bậy chị tam chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông nội ơi. Mệt quá. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. À, đúng không chị? Ủa? Sao? Ơi. Nói chứ tôi mở vậy chưa? Có để vậy, có mở tôi cái à? Giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ca lần siro uống rồi đó, mà cho nó vững tràn ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Ủa, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng rồi, nhiều chuyện sàm xí.